Gì? Con Thắm nó sao rồi gì? Nó sanh chưa? Nó sanh rồi, đêm hôm qua. Con trai, thằng bé nó kháo khỉnh lắm. Mà thiệt, nhìn không có miếng nào giống nó trơn á. Mà cái dòng không có được nhìn nhận. Nó lại giống tạc cái thằng Sở Khanh nó mới chết chứ. Vậy thì mừng quá. À... Ờ, mà sao dì không ở trên đó với nó mà lại về đây? Dì đâu có tính về đâu. Nhưng mà đêm hôm qua con Bẹp nó chạy tới nó báo tin. Nó nói là bà má chồng của con sẽ ghé ở đây đó. Hả? Ghé nhà mình? Ừ. Tại vì cậu Bảo về đây mấy hôm rồi không thấy lên, nên bà sốt ruột bà mới xuống đó. Chết rồi. Bây giờ con với anh Bảo phải qua trấn, phải né né bà ta. Dì nhớ dặn cha con nói với mẹ chồng con là con với chồng con đã quay lại nhà hồi sáng sớm. Rồi rồi, dì biết rồi. Ủa, mà con định quay về nhà chồng thiệt sao? Rồi còn cái thai... Ờ không, đứa con tính sao đây? Trước mắt, cứ tránh mặt bà ta rồi tính. Chứ bây giờ gấp quá. Anh Bảo! Anh Bảo! Có chuyện gì vậy em? Anh mau soạn đồ, chúng ta quay trở lại nhà.